Xin chào cả nhà nha. Bữa nay chuẩn bị làm bánh sinh nhật cả nhà ơi. Tại vì ngày mai là sinh nhật của chị hai nhà mình đó. Mai là nó 17 tuổi. Bây giờ mình chuẩn bị để mình làm bánh cái bánh bông lan, rồi sau đó mình mới làm kem để trang trí thành một cái bánh sinh nhật á. Bây giờ cái nguyên liệu để làm cái bánh mình mới chuẩn bị sơ nè, của mình nè, là mình làm với cái 6 trứng nha cả nhà. Trồng đỏ với trồng trắng là mình tách ra riêng rồi đây đó ha. Muốn làm cái bánh bông lan cho nó nổi bông xốp mà không có cần dùng bột nổi thì mình phải tách làm sao cho trồng đỏ nó không có bị dính vô cái trồng trắng nha cả nhà. Đó, mình tách xong rồi đó. Rồi ở đây mình có cân đường, đường 100 g. Tại nhà mình ăn ít ngọt lắm cho nên là ở đây mình chia một phần 30 và một phần 70. Cái phần 30 là mình sẽ cho vô trong cái lòng đỏ 30 ha. Còn cái phần 70 là mình để một hồi mình đánh với trồng trắng nha. Để đây. Rồi. Ở đây mình có sữa tươi, 60 ml sữa tươi không đường ha, mình cho vô luôn. Đó. Mình sẽ trộn cái này lên. Rồi ở đây mình có dầu ăn, 60 ml dầu. Cho vô luôn. Ha. Rồi ở đây mình có một cái túi đường vani cho nó thơm. Đó. Mình sẽ cho vô. Mình sẽ cho cái túi đường vani vô luôn. Rồi, ở đây là mình có bột, hai phần bột mình cân mình để riêng cho cả nhà coi. Một cái bên đây là bột mì bình thường, và cái bên đây là bột bắp. Mỗi một phần như vậy là 75 g. 75 bột mì, 75 bột bắp. Bây giờ mình sẽ trộn đều hai thứ lại và mình sẽ rây vô bột vô cái lòng đỏ. Mình để từ từ, mình để mình trộn xong mình mới rây tiếp. Ha, đây là bột ha, bột với cái trồng đỏ. Trộn cho nó đều lên, tắt đi. Rồi bây giờ cái này là trồng trắng. Mình cho tí xíu muối. Rồi. Kem để tạt. Cái này mình cho một tí xíu vô trong cái lòng trắng để mình đánh để cho nó nổi lên. Đó. Đây. Rồi. Mình sẽ đánh lòng trắng, mình cho đường từ từ vô nha cả nhà. Đánh cho nó bông cứng lên luôn á. Cho từ từ từng muỗng đường vô, cái 70 g đường lúc nãy đó, cho hết vô luôn. Là trồng trắng này mình đánh xong rồi nha cả nhà đó. Chừng khoảng 5 phút không tới nữa đó. Như vậy là ok nè. Đó. Nó cái này là cái kem hả? Nó không phải kem con mà là trứng gà. Đó. Nè, nói gì nè. Là được ha. Sau khi mà mình đánh lòng trắng xong á, thì mình sẽ dùng 1 phần 3 lòng trắng trứng hồi nãy. Mình sẽ trộn vô với cái lòng đỏ. Mà mình phải quậy làm sao đừng cho cái bọt phi khí nó bị bể nha cả nhà. Phải quậy từ dưới lên trên, quậy một chiều. Đó, 1 phần 3 trộn đều xong rồi thêm một chút nữa. Đó, phải quậy trộn đều á, chứ không phải quậy hầm ba lần lộn xộn là nó hư, cái bánh nó không nổi đó. Rồi sau đó mình sẽ cho ngược trở lại, thấy chưa? Cái lòng đỏ lúc nãy nè mình trộn xong nè. Mình sẽ cho ngược trở lại cái lòng trắng đó, trộn đều một cái nữa. Cả nhà nhìn thấy không đó? Mình nhìn mình sẽ biết cái bánh mình làm đúng hay là làm không đúng, là nó sẽ không có bị chìm á. Đó. Giờ mình sẽ trộn lại một cái nữa đây là xong đó. Rồi cho ra khuôn. Cả nhà thấy không? Nó mịn như vậy đó. Nó phải mịn như vậy mới là được. Rồi bây giờ mình sẽ cho vô khuôn để mình chuẩn bị mình đem đi nướng á, 180 độ 30 phút à. 30 phút là chín nha cả nhà. Mình dạng đều nó ra xong rồi mình phải đập đập nó hai ba cái nha cả nhà. Mình sẽ đập đập nó hai ba cái sau đó mới cho vô lò. Đó, mình vũ vũ vậy đó, hai ba cái như vậy nè. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ cho vô lò đây. Trong lúc trộn bột là lò phải nóng nha, phải đút lửa sẵn. Cái này là dâu nha cả nhà, mình mới rửa cắt cuốn xong, bây giờ mình sẽ đi xay nhỏ để hồi mình làm mousse dâu á cả nhà.
Rồi chắc được. Đây nè cả nhà, này như vậy là được ha. Cái này là nhuyễn nhự luôn rồi đó. Nãy thì nó còn lợn cợn. Rồi bây giờ mình cho tủ lạnh, mình đợi bánh chín. Nguội thì mình mới đầu mới làm cái mousse cho cả nhà coi nha. Cả nhà coi cái bánh này ha. Mình không dùng bột nổi gì luôn á ha. Chỉ là đường muối, nhưng chút xíu kem ớt tạt tạt đó thôi á. Mà bây giờ nó nổi cao nè cả nhà thấy không? Đó. Mình chỉ cần làm đúng cách thôi. Thì mình chỉ trộn bột giống mình nói hồi nãy với lúc mình tách trứng đó. Đó. Rồi với cái lúc mình trộn bột, mình đánh trứng, chỉ cần có những kỹ thuật đó thôi, mình nắm được mấy cái đó vững thì là mình làm bánh không cần bột nổi mà nó vẫn nở cao cả nhà. Sắp chín rồi đó, chút xíu mình sẽ dùng tăm mình chọt vô, thấy nó không dính bột là chín là mình lấy ra ha. Rồi mình để nguội, mình cắt làm hai, mình mới làm kem, kem mousse dâu. Bánh chín rồi nha cả nhà, mình mới vừa lấy ra nha, rồi chờ nguội đây. Giờ mình chuẩn bị đi làm kem mousse. Cái hỗn hợp kem mousse này á, là mình đang chuẩn bị cái phần này là 3 lòng đỏ trứng gà với 120g đường nha cả nhà. Đó, cái này là mình phải đánh cho nó vàng lên, nó trắng lên rồi sau đó mình mới đem đi hấp cách thủy. Cái trồng đỏ với đường á, mình đánh xong rồi. Bây giờ mình bắt lên đây mình nấu nè cả nhà, mình cách thủy nó để cho nó chín lại nha cả nhà. Đó, ở dưới này là cái nồi có nước ha. Cái nồi có nước xong rồi mình để nó ở trên một cái như vậy, cái vợt như vậy đó, đó. Đây nè, cái tô. Thấy không? Này ha. Cái này là đường với trồng đỏ. Cái này mình tắt lửa nha cả nhà, cái này vậy là được hình nha cả nhà, đó, vậy là nó chín rồi nè. Nãy giờ mình nấu cũng lâu lâu rồi đó, nước sôi á, này gì là ok. Rồi, giờ mình vô mình làm tiếp cái giai đoạn khác. Bây giờ mình chuẩn bị làm cái mousse cho cái bánh á cả nhà, thì đây mình có gelatin nha cả nhà. À, mình không biết gelatin là tiếng Việt kêu bằng gì nữa ta, mình không biết luôn cả nhà. Nhưng mà cái này để làm cho cái mousse kem nó sẽ đặc lại đó. Bây giờ trong cái bịch này là nó có nhiều lá, nó có từng lá vậy đó. Bây giờ mình dùng 7 lá nè, lá như vậy nè, mình phải ngâm vô nước cho nó mềm. Rồi đi na bỏ vô nước cho mẹ đi nè, đây bỏ vô nước lạnh nha cả nhà, mình phải bỏ vô nước lạnh 15 phút cho nó mềm, bỏ vô đợi cho nó mềm 15 phút nha cả nhà. Sau đó mình mới hâm vô cái lò vi sóng á, cho nó chảy ra thành nước. Mình mới trộn vô với trồng đỏ với dâu xay đó cả nhà. Đó, cái kem này mình phải đánh bông lên. Đó, mình phải đánh cho nó đặc lại. Mình mới trộn vô với dâu với lòng đỏ này kia. Đó. Dâu là cái này. Ừ, dâu là cái đó, đúng rồi. Giờ mình phải cho cái này vô tủ đá. Trước khi mình muốn đánh cho nó mau đặc á, mình phải cho vô tủ đá 15 phút. Rồi mình đánh nó sẽ nhanh đặc nha cả nhà. Cái trồng đỏ hồi nãy đó cả nhà, mà mình cách thủy xong á, mình trộn vô với dâu xong rồi nè cả nhà, nó thành được cái hỗn hợp như vậy ha. Rồi ở đây mình chừa một miếng dâu xay ở đây, cả nhà thấy không, mình chừa ở đây một chút để mình làm cái lớp mặt ở trên đó. Rồi cái bánh bông lan mình cắt ra làm hai xong rồi đó. Bây giờ mình sẽ cho phân nửa cái bánh trở lại vô cái khuôn nha. Rồi còn phân nửa mình chờ làm lớp kem giữa mình mới đổ lên. Cái này là mình đang đánh kem tươi đó nha cả nhà, cái kem mà lúc nãy mình cho vô tủ đá đó. Giờ mình đang đánh nè, mà tiếng nó ồn cho nên là mình mở tiếng nó nhỏ lại. Rồi mình thâu tiếng của mình vô đó nha cả nhà. Cái giai đoạn này mình không có bỏ đường nữa, tại vì trong cái lúc dâu với cái lòng trắng mình có đường rồi, cho nên cái này mình không có cần dùng đường nữa nha. Mình không cần đặt nhiều nha cả nhà, mình đặt như vậy là được, tại vì mình làm mousse á. Còn chứ nếu mà làm bánh kem á, thì cần trang trí á, mình mới đánh đặc hơn nha cả nhà. Cái này chỉ như vậy thôi. Rồi cái này nó chảy ra nha cả nhà. Đó, bây giờ mình sẽ trộn nó vô cái dâu. Mình sẽ cho nó vô trong cái dâu. Đó. Trộn đều nó lên ha. Đó. Trộn gelatin, dâu này kia lên. Bây giờ mình sẽ cho cái này vô trong cái kem này. Cái dâu vô trong cái này. Rồi trộn đều lên. Cái hỗn hợp này là nó kêu là mousse nha cả nhà. Mousse dâu kem tươi với trồng đỏ mình cắt thủy hồi nãy đó. Gelatin. Cho nên là có bỏ nhiều đường á cả nhà, bỏ 100g đường. Rồi bây giờ mình sẽ cho lên cái bánh ha.
cho nó chạy ra. Mẹ. Ê con, mẹ đây, mẹ đang làm bánh. Xong cái mình sẽ cho cái lớp bánh thứ hai lên. Xong cái mình cho cái lớp này còn lại. Mình trên hết luôn. Bỏ vô tủ lạnh để cho nó đặt lại. Sau đó mình mới gót nó lấy ra khỏi khuôn rồi mình mới trang trí thành gì mình muốn. Rồi. À, các bạn ơi, cái bánh mình để trong tủ lạnh thì sớm giờ 3-4 tiếng. Mình bây giờ mình lấy ra nha. Đó, nó đã đặt rồi nè. Đó, mình lấy tay mình nhúng thử ha. Đó, nó đặt rồi đó. Thấy không? Cái này là mousse. Rồi bây giờ hồi nãy nó đặt là nhờ cái gelatin đó cả nhà. Đó, nhờ gelatin cho nên nó đặt lại. Nếu ai mà không có gelatin á, thì có thể thay thế bằng bột gâu câu được á nha cả nhà. Rồi bây giờ mình chuẩn bị cái này là hồi nãy một chút xíu dâu á, mình chừa lại đó. Mình cho một muỗng đường với cái này là khoảng 150ml nước sôi cả nhà. Mình trộn lại rồi mình với hai lá gelatin nha cả nhà. Mình dùng thêm hai lá. Rồi mình trộn đều lại hết đây nè. Đó. Bây giờ mình lượt mình bỏ. Mình mới vừa lượt bỏ cái xác của dâu, mình lấy cái nước không thôi. Cái nước này nó sẽ ngọt ngọt. Rồi bây giờ mình sẽ gãi lên trên đây nè. Đó. Rồi. Mình để lên trên đây để cho nó đặt lại nha. Cho giáp hết cái bánh luôn. Mình canh nó vừa đủ á cả nhà. Tại vì mình hay làm á. Cái bánh này mình có thể làm với mousse với xài nè, chanh dây nè, dâu. Với cái trái mâm xôi á cả nhà. Đó, những cái trái cây mà mình xay ra đó để làm bánh đó. Rồi, mình cầm chén mình đổ cho hết luôn. Rồi. Xong ha cả nhà ha. Rồi bây giờ mình sẽ cho vô tủ lạnh tiếp nha. Cho nó vô tủ lạnh mình để nó qua đêm đi cả nhà. Giờ ngày mai á đi làm về mình mới lấy ra, mình mới gỡ nó ra mới trang trí. Rồi, bánh nó đặt á nha cả nhà. Bây giờ mình muốn lấy cái này ra khỏi cái khuôn này thì mình phải dùng cái dao. Mình rót nó ra. Quay phiên tuột, quay một vòng. Một vòng, một cái khung. Quay cái khung, một phải dùng cái dao đi một vòng. Đó. Tại vì ngày hôm qua mình quên lót giấy đó cả nhà. Lót giấy hoặc là lót cái bìa cứng á. Nếu mà mình lót cái đó đó. Nếu mà mình lót giấy á thì mình khỏi cần phải dùng dao gốc. Rồi, bây giờ mình sẽ trên cái mâm mình lót miếng giấy cho nó đẹp ha. Rồi bây giờ mình sẽ gỡ cái bánh ra. Đó. Đi nó đi mấy mình nó sẽ của chị này nó sẽ hai trước. Bây giờ à lót gì? Trời ơi. Để mình lấy cái dao mình. Này nè đi. À đi không không thì mới rồi mà đi lên rất sắc con. Rồi mình lấy cái đế ra luôn. Nhà mẹ đó. Con có để ở bên kia hả? Đó. Dạ. Mẹ con có nấu cút tia thử. Thấy hai cả nhà ha. Cái gì vậy? Con nấu lấy cút tia hở. Mẹ con có nấu cút tia được không? Được rồi. Để đi. Ina muốn phụ mẹ để làm cái bánh, trang trí cái bánh cho hai. Ina đang sắp những cái bánh macaron lên. Rồi sắp đi, sắp nữa. Cho hai với cho con. Ui, cho hai với cho con. Rồi sắp lên.
Con xin màu đi, đổi màu đi. Hai cái xanh giống nhau rồi. Đổi màu khác. Màu vàng, màu rôn. Màu vàng, nè, màu vàng. Ừ, để màu vàng. Để lên đi. Để đi, để giáp vòng lên. Mình để cái macaron lên, xong rồi sắp dâu lên. Rồi mình đang làm chảy cái sô-cô-la để mình viết chữ cả nhà. Bây giờ mình sẽ sắp những trái dâu lên vòng vòng trên cái bánh nha cả nhà. Nó tại vì bánh dâu á, cho nên mình phải để mấy trái dâu lên thì nó mới đúng. Mình xếp dâu lên giáp vòng hết luôn. Rồi sau đó mình sẽ viết chữ mừng sinh nhật con ngay chính giữa. Tại nói chung là mình đi làm về á, thì chiều cơm nước nữa mình bận á, cho nên là mình không có nhiều thời gian để trang trí bắt bông kem đồ này kia kia nọ cả nhà ấy. Cho nên mình chỉ làm đơn giản vậy thôi đó. Chứ nếu mà mình có thời gian mình biết bắt bông kem nữa cả nhà, mình có lên mạng coi học bắt bông kem á, mà phải làm kem bơ, học trên mạng mình tự bắt được luôn á. Mình đang cắt thủy cái sô-cô-la cho nó chảy ra cả nhà. Sô-cô-la mình bẻ nhỏ, xong mình cho vô cái tô ở dưới cái nồi là có nước sôi dưới nha cả nhà. Đó, bây giờ mình cứ để gì cho nó chảy ra hết, xong mình cho vô cái túi. Cái túi bông kem á, túi để bắt bông kem á cả nhà. Mình cho vô cái túi đó, cái đầu mình viết chữ chúc mừng sinh nhật gì gì vậy đó. Đó, là mình viết. Cái mấy cái màu mà để viết chữ này mua trong chợ cũng được á cả nhà. Có bán sẵn trong chợ sẵn hết là, nhưng mà tại vì mình không có thích mấy cái đó, nó không ngon. Thà mình làm sô-cô-la nhà của mình vậy, làm lên bánh mình ăn nó ngon hơn cả nhà. Cả nhà thấy không, sắp được rồi đó à, nó chảy hết nó lận cận là được. Nhanh lắm, nhanh chảy lắm. Làm cắt thủy vậy nó rất là nhanh chảy. Cái này không phải là sô-cô-la đen mà là sô-cô-la sữa nha cả nhà. Tiếng Tây nó kêu là sô-cô-la ô lê á, nghĩa là vừa có sô-cô-la với sữa luôn, cho nên cái màu nó sẽ như vậy. Còn chừng nào mà mình làm sô-cô-la no đen không á, 100% đen á, thì nó mới ra đen thù lùi nha. Còn cái này cái màu nó sẽ là như vậy. Sô-cô-la là bắt dân bắt chặt hai em nào. Sẽ bắt bút toa. Bây là ngày mai. Ngày là sẽ quên của Melanie. No, Melanie là ngày mốt. Ủa mấy cái này là kia hai cái con hả? Ừ. Mẹ ơi, con có ai với ừ. Mẹ con có lỗi khi con được không? Mừng con yêu. Mẹ con có lỗi khi con được không? Mẹ có lỗi khi con được không? Ừ, lấy cái dĩa đi mẹ về khi cho. Nó con làm đi tốt rồi. Mấy chỗ này mình gắn dâu thêm. Nhau thêm cái chỗ này. Voila. Nè biết chứ không? Rồi, đó, mình cho thêm 3 miếng dâu chỗ này nữa ha. Là chỗ này mình gắn bông lên. Mẹ con làm cái A nha. Ừ. Con làm cái A con biết không? Hồi nãy phải viết chữ xếp xuống này một chút ta. Rồi gảy gắn bông lên. Mẹ con có làm cái kia. Cái bông này mình có rửa ra ngoài nha cả nhà. Bông này rồi. Cái thằng này nó to quá. Thằng này nó to quá, nó sẽ bị án cái chữ á. Cho nên mình sẽ xé cái cánh nó ra bớt. Xé bỏ bớt nha cả nhà.
Nó nhỏ vậy nó coi được ha. Mẹ có đẹp không? Đẹp trời, nó làm gì đó hả? Rồi ha, xong rồi cái mình gắn cái kẹo này lên. Elina phụ để mấy cái kẹo lên trên cái bánh cho chị hai nữa nè. Đó, làm mà đâu có yên với nó đâu, nó phải theo quậy dọc phá cái bên vậy đó mới chịu. Thích vậy đó cả nhà, nẹo nẹo theo mẹ cái bên vậy đó, phải góp phần chan lắng như vậy mới chịu. Rồi cuối cùng thì mẹ con mình cũng hoàn thành cái bánh nha cả nhà. Đó, cái bánh cho chị hai rất là đơn giản ha, tự tay mình làm. Rồi thở đi. 1, 2. Thở hoài không tắt. À là bà vơ, chúc mừng sinh nhật chị hai. Còn nữa. Cái đèn cày này đâu tắt đâu. Mày biết chừng chừng tóc thì... chừng trái tóc á, đèn cày này không có tắt, loại này đặc biệt mà. Rồi, mẹ tặng quà cho nè. Dạ, con cảm ơn mẹ. Một cái của hai, một cái của Ina. Cái nào của Ina đâu? Ba lấy đàn cày ra, ba để trái quà ba. Cái này của Ina nè. Để hai con mở. Đây nè. Tại vì mẹ bắt đi làm, không có đi mua quà. Lấy đàn cày ra, bỏ vô dĩa đi. Không có đi mua quà được, rồi không có biết mua gì nữa, hay chị hai không thích nữa, cho nên là thôi tặng tiền cho chị hai đi để ngồi thổi đứng lớn nhớ lớn đứng thôi. Cái này đem vô nước là nó mới tắt, để vậy lại cháy á. Con bỏ vô nước. Chị hai 17 tuổi. Yes, con được cái nước đó. Từ từ vậy lấy đi, con lấy được mà. Rồi, giờ mình cắt bánh nha. Đây, rồi chị hai cắt bánh nha. Cái này thì nóng cái khoái thôi. Đây nè, chị muốn cái phấy thôi hả? Dạ. Con không muốn macaron. Đây nè, không muốn macaron. Ủa sao vậy? Sao vậy? Thích đi. Đây nè, chị xích cái phấy thôi nè. Thấy bánh mẹ làm không? Macaron không ăn này, để cho hai ăn. Hai thích macaron bông lan, mình cắt làm hai xong cái mình cho mousse rồi cái đầu cái lớp bông lan, cắt là ngon luôn á. Ngon Mina, bánh ngon không hả? Bánh ngon không? Đâu ăn coi. Ui da, trời ơi. Ăn bánh à? Xin mời cả nhà ăn bánh. Ăn bánh kem sinh nhật của chị hai. Bánh ngon không anh ơi? Bông lan rất là mềm. Tại vì cái này mình làm kiểu bông lan Hồng Kông á, gato Hồng Kông á, cho nên nó rất là mềm ha.